MC đội trưởng khi chỉnh hàng xong thì báo ban tổ chức. Đã xong chưa? Rồi, xin mời anh chỉnh âm thanh cho bài múa đầu tiên. Trong buổi chiều hôm nay chúng ta thi hai nội dung, đó là múa tập thể và võ thể dục. Và trước mắt chúng ta đang là đơn vị Hạ Đông, MC đội trưởng đang điều chỉnh hàng cho đơn vị mình vào tham gia nội dung thi đầu tiên, đó là múa tập thể. Chào vỗ tay thật lớn. MC đội trưởng Trịnh Hoàng, chúng ta đến với nội dung võ thể dục.